Nên thưa quý bà con, các bác, mình toàn đang đứng tại ở đây là trong cái khu săn quất của Quảng Ninh. Và vị trí của mình toàn đang đứng là tại khu vườn Tê Giác Phân Nộ. Nó có cái biển ngoài này nhưng toàn là quên mất cái tên biển. Và đây là một trong những cái trò chơi mà rất là, theo cá nhân của mình toàn thì khá là nguy hiểm. Đấy. Và ở đây thì chủ yếu là các cái bạn trẻ thanh niên thì hay chơi chơi những trò này, chứ còn những người lớn tuổi thì mình toàn không thấy. Thì bây giờ xin mời quý bà con cô bác chúng ta xem cái trò chơi này nó như thế nào nhé. Đấy, ban đầu là nó quay nó hạ cái biên giới xuống, nó quay như này. Có một số cái bạn gái cũng rất là liều chơi những trò này. Nhưng cạnh đấy thì một số chàng trai thì mạnh mẽ hơn, mình nói thì có một số các bạn chơi trò này. Cao như thế cứ là con có những người không dám mở mắt luôn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng liền. À, các bạn này đi xuống đi ra vẫn là tỉnh táo. À, có một hơi sốc. Có sơ không em? Không sợ. Rồi, anh cứ đủ lên thì biết không sợ. Đó coi như pi long đâu. Có buồn nôn không em? Không à? Buồn nôn nữa sợ. Có vắng đầu không em? Sơ cứ thả lỏng người. Bình thường anh cũng là vui nhìn nhá. Đấy, là mở cổng cho các bạn này đi vào. Bạn này sẽ đi vào và vào ghế ngồi. Chúng ta hãy xem một cái hành trình của cái trò chơi này nó như thế nào nhé. Thank you.
đứng đây cho mát này. Dốc xuống ấy. Có dám chơi không em? Đây đang định. Đang định à, thử vào chơi đi biết cảm giác. Anh chưa, anh không dám. Chết, ta chơi xong rồi, ta chết được phải ơi. Đi cái xe kia mới sợ kìa. Ta đi xe ta chỉ sợ nó bị rung cơ chứ. Ngồi ở chỗ bên ngoài. Ừ đấy. Nổi thế. Đấy, có một em nhân viên em kiểm tra các cái độ an toàn cái khi mà cho cái này nó di chuyển. Và bây giờ xin mời cái bà con cô bác chúng ta hãy xem bắt đầu cái quy trình của nó nhé. Đây ban đầu là nó hạ cái bệ xuống này. Để quay mấy vòng liền cơ mà. Cái bệ xuống. Cô bảo bác tài cho thấp hơn một vòng luôn để tao lên. Chết. Bố nước ào về bố xong thì chết rồi. Chả có nào một cái. Nó kia đúng kia rồi thân lớn rồi. Đấy, bắt đầu là sợ xoay như thế này. À, độ xoay nó sẽ nhanh dần. Im đi. Thế chân cả là chân luôn. Vừa di chuyển vừa. Khu tê giác cuồng nộ. Tê giác cuồng nộ, chúng ta còn có bác nhé. Khi mà quý bà con cô bác muốn chơi cái trò chơi vừa rồi thì chúng ta hãy vào đến cái tìm được cái khu là tê giác cuồng nộ gần cái cổng vào số 1 của khu Hoa Long Park. Đấy, có em gái này cũng rất là năng nổ muốn chơi đây. Ừ.
Đây, tê giác cuồng nộ, quý bà con cô bác nhớ nhá. Ở trong này khá là rộng nên khi mà quý bà con cô bác vào trong này chơi, chúng ta nhớ là cái cổng này cổng số 1 để chúng ta vào khu này. Thôi, mình toàn xin dừng video này ở đây nhá.